Wow, nếu mà sáng sớm mình thức dậy và mình vô gương là mình thấy mình trong một hình hài con gái thì mình chắc chắn là mình sẽ đánh mình thật mạnh vào mặt để cho mình coi đó là thực sự là giấc mơ hay là điều có thật. Nếu là một giấc mơ thì mình sẽ tiếp tục và ngủ tiếp để coi giấc mơ nó sẽ đi tới đâu. Còn nếu mà đó là sự thật thì chắc chắn là mình sẽ nhấc máy lên gọi cho mẹ. Alo mẹ ơi, con đã trở thành con gái và xin tiền mẹ đi mua quần áo liền. Từ vì tất cả những đồ đạc trong tủ quần áo mình đều là quần áo của con trai. Điều đầu tiên chắc mình nghĩ là mình sẽ sợ lắm. Tại vì tự nhiên mình banh mắt dậy ra, mình biến trở thành một người con gái. Thì đương nhiên cái tâm lý đầu tiên sẽ rất là sợ và hoang mang. Tiếp theo đó thì mình nghĩ sẽ rất là vui luôn á. Tại vì mình cũng hay thích những cái bạn trai thẳng á. Nếu mà mình là con gái thì chết chứ mình. Ủa chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ ăn mặc như nữ hay là có sẽ trang điểm tóc tai gì đó kiểu nữ tính, cho nên là chắc là sẽ rất là sốc, nên mình cũng chưa định hướng được là mình sẽ làm gì. Ôi rồi ngủ tiếp. Ngủ tiếp chắc chắn sẽ đi ngủ tiếp. Không, tại vì thật sự luôn chắc Kỳ cảm thấy thật sự là người ta hay nói là con gái thì Jackie không biết cảm giác nó sẽ như thế nào, nhưng mà Jackie thấy là làm gái cực lắm. Thật sự nếu mà cho Jackie chọn chắc Jackie sẽ ngủ tiếp. Nhiều khi mình tỉnh dậy mình sẽ là vẫn là trai thì sao, chứ không làm gái đâu cực lắm. Thường là khi mà mình làm gái thì có phải là các bạn vừa phải lo về tóc tai, các bạn phải lo về make up, các bạn phải lo về việc những ngày được đó. Rồi ngoài ra là chúng ta còn rất rất nhiều những vấn đề. Ví dụ như con gái thì thường sẽ nhạy cảm hơn, hay là kiểu con gái thì phải biết nấu ăn, phải biết dọn dẹp. Cho nên chắc khi cảm thấy là nếu mà làm trai thoải mái hơn. Cái điều đầu tiên mình muốn làm đó chính là chạy thẳng vào cái gương coi là gái đẹp hay là gái xấu. Nếu như gái đẹp thì ok, rất vui và hãnh diện. Còn nếu như gái xấu thì lại nỗ lực nhiều hơn để làm cho bản thân mình trở nên hoàn thiện và đẹp hơn. Mình không có giống như là mình sẽ hốt hoảng hay là cái gì hết. Không, tại vì đã là sự thật xảy ra rồi thì phải học cách chấp nhận và tiếp thu nó, chứ không phải là cố gắng để phản phá hay là thay đổi. Thì có thể là mình sẽ rò thử bộ phận trên cơ thể nó như thế nào, chạm thử những cái gì nó khác biệt. Và Đăng sẽ dạy để make up thử nếu mà mình là nữ thì trông mình sẽ như thế nào. Việc đầu tiên mình sẽ làm là sẽ đi sẽ đi mua đồ, đi shopping, đi làm đẹp. Chắc phải ra ngoài gã trai thử một lần để coi trai như thế nào. Nơi đó có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa, đã ở ngay trước mắt anh, đây là cả thế gian vũ trụ hoàn vũ.